Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin trở lại với những clip, có thể nói là những cái chuỗi clip kế tiếp mà chúng tôi sẽ làm bây giờ ấy. Nó sẽ không liên quan đến các cái chức năng trong máy Moto ScanTab phiên bản 2.4, mà chúng tôi dành một chút thời gian làm một chuỗi clip nói về các cái tiện ích, và cái tiện ích đó là những cái thiết kế trong phần mềm của Moto ScanTab phiên bản 2.4, làm sao cho tiện lợi nhất đối với người dùng. Mà nhiều anh em khi sử dụng máy Moto ScanTab thì lại không chú ý đến việc này, và có lẽ cũng không bao giờ quan tâm đến cái việc này để tận dụng những cái thế mạnh và những cái thiết kế ý tưởng của nhà sản xuất để chúng ta có thể sử dụng một cách thuận tiện nhất trong quá trình làm việc đối với xe. Và cái tiện ích đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là hành động làm sao để nhanh nhất như một cái đường tắt để vào một cái chức năng mà chúng ta không cần phải đi tuần tự. Đó chính là một cái tiện ích thao tác gần nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng để ý lên màn hình để tôi giới thiệu cái tính tiện ích mà thao tác gần nhất cho các bạn theo dõi. Đầu tiên chúng ta vẫn khởi động phần mềm bình thường. Rồi, Moto ScanTab đã khởi động. Ví dụ đây là một chiếc xe SH. Mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, đây là một cái xe SH. Và trong một số tình huống anh em khi sử dụng với những dòng xe, và chúng ta có thể phải lập đi, lập lại nhiều lần để kết nối với xe đó hoặc làm với một số chức năng với xe đó, thì chúng ta không cần phải lập tuần tự nữa, và chúng ta sẽ đi một đường tắt. Tôi nhắc lại là sẽ đi một con đường tắt đến nhanh nhất và tiện nhất đến ngay cái tính năng đó, mà chúng ta không phải chọn xe, không phải chọn vùng miền, không phải chọn những cái lựa chọn mà quá nhiều những bước trung gian nữa. Bây giờ anh em hãy lưu ý lên màn hình. Ví dụ chiếc xe này của tôi chọn kết nối cho lần đầu tiên. Đương nhiên là cái lần đầu tiên ấy, thì anh em phải chọn đúng theo quy trình tuần tự. Và chọn tự động. Và yêu cầu chọn kiểu kết xe. Nối Moto ScanTab với xe. Và tìm thấy xe rồi ạ. SH125ESP, SH150ESP2. Và ví dụ tôi cần một cái công việc là thực hiện với xác định lỗi động cơ. Tôi đọc vào động cơ. Tôi chọn đọc lỗi. Và chiếc xe này là không có mã lỗi lưu trong bộ nhớ. Không có mã lỗi lưu trong ECM. Vâng. Bạn có muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao không? Vâng, không. Tôi chỉ muốn thử để giới thiệu thao tác gần nhất thôi. Và một tình huống khác chúng ta có thể chọn ví dụ như là khôi phục ECM hoặc là thông số hiện hành đi. Chúng ta chọn thông số hiện hành. Vâng, chúng ta đã thực hiện vào chức năng thông số hiện hành. Chúng ta có thể chọn một số cái thao tác về thông số hiện hành tương tự. Nhưng bây giờ giả sử tôi lại muốn quay lại đọc lỗi, hoặc là chúng tôi muốn kết nối với chiếc xe này, thì anh em có thể làm một cái thao tác nhanh như sau mà không cần phải thao tác tuần tự nữa. Anh em chọn cái hình biểu tượng có ngôi nhà để chọn về trang chủ. Và nếu như một người thợ bình thường hoặc anh em mới mua máy thì anh em có lẽ lại phải vào chọn xe, rồi chọn xe tự động hoặc là chọn xe thủ công, rồi chọn các thao tác mà nó sẽ mất nhiều cái thời gian của anh em hơn. Thì bây giờ chúng ta hãy chọn ở đây. Chúng ta nhìn ở trên cái phần cột màu xanh bên trái có chữ thao tác gần nhất. Và chúng ta có thể chọn trong mục thao tác gần nhất. Và rất nhiều anh em cũng đã dò tìm đến cái mục thao tác gần nhất này rồi. Tuy vậy thì anh em lại nghĩ rằng nó chỉ là một cái danh sách lịch sử về cái hành động của anh em thôi, mà anh em lại quay ra. Và ở đây nó có một cái rất hay là nếu như cái xe trước đó mà chúng ta đã sử dụng hành động để vào thông số hiện hành, hay là đọc mã lỗi, hay là khôi phục lại ECM, hay là làm một cái tính năng về SU, ABS hay là Smart Key gì đó cũng được. Và bây giờ chúng ta không phải làm tuần tự nữa. Anh em hãy chọn và nhìn những cái dòng. Ví dụ tôi muốn chọn vào đọc mã lỗi. Anh em ấn thẳng luôn đọc mã lỗi. Và đọc mã lỗi luôn chứ không phải tuần tự nữa. Và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ kết quả thông báo là không có mã lỗi trong bộ nhớ. Không có mã lỗi lưu trong ECM. Vâng. Chúng ta bạn có thể muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao cái này ra. Hoặc bây giờ chúng ta có thể trở về trang chủ nếu như anh em đang ở trang chủ. Và chúng ta lại muốn một thao tác, ví dụ như thao tác để xem thông số hiện hành chẳng hạn, thì chúng ta lại chọn thao tác gần nhất. Và chúng ta nhìn ở bên cái cột phía bên trái danh sách các chức năng đã thực hiện trước đó. Và anh em phải nhớ là đúng với cái xe này nhé, còn có thể là với xe khác thì chúng ta phải nhìn cái cột loại xe này và cái ngày giờ
thời gian mà chúng ta đã thực hiện. Thì với những xe mà chúng ta sửa chữa thì anh em thường thường là có thể là phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần, thì chúng ta có thể chọn ngày này, ví dụ chọn thông số điện thành, chọn luôn mà không cần phải chọn tuần tự lại cái xe này nữa, và nó vào thông số điện thành luôn. Đó, đây là một trong những cái tiện ích mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu trong một cái clip ngắn đầu tiên, và đây là clip thứ nhất. Và xin chào anh em, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em những clip về những tiện ích kế tiếp thứ hai. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em.